Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp Toyota Let's Go Places Sức khỏe là vàng, dược thảo PLS giúp quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ 1-800-990-8319-princesslife.com từ miền Nam Cali, Lê Thái xin gửi lời chào đến quý vị khán giả đang theo dõi chương trình bản tin tổng hợp chiều của đài Lido Sài Gòn TV phát hình live trên băng tầng KDOC 56.10 miền Nam Cali, KSCZ 16.11 ở miền Bắc Cali và KBPS 27.6 cho vùng Houston, Texas. Và chương trình của chúng tôi cũng đang được live stream trực tiếp trên mạng Lido Sài Gòn TV.com. Quý vị nào chúng ta quá bận rộn không có thể coi trực tiếp, hãy theo dõi Lido Sài Gòn TV official trên YouTube và Facebook, bấm nút like hoặc subscribe để xem lại đầy đủ các chương trình của đài. Ngày hôm nay là ngày thứ tư ngày 31 tây tháng 5 năm 2023 để mở đầu là phần tin Việt Nam và từ thế giới với những tin đáng chú ý sau đây. Bị đe dọa đi báo công an, ai dè bị công an hiếp dâm. Bên bạn gái thiếu niên đầu độc cha mẹ. hàng trăm người tham gia cử chế bệnh viện Anh Minh. Và sau đây là bản tin chi tiết, xin mời quý vị cùng theo dõi. Kính thưa quý vị, bị đe dọa đi báo công an, ai dè bị công an hiếp dâm Hôm ngày 31 tháng 5, tên Nguyễn Duy Linh là công an xã Tân Phú, huyện Định Quán, bị truy tố về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi và dâm ô đối với người dưới 16 tuổi ngay tại trụ sở làm việc. Theo cáo trạng hồi đầu tháng 3 năm 2022, ba bé gái từ 13 cho đến 15 tuổi đến công an xã Phú Tân, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai, trình báo về việc bị một tài khoản Facebook đe dọa tung các hình ảnh video nhạy cảm lên mạng. Khi đó gã công an tên Linh được phân công giải quyết từ tháng 3 cho đến tháng 5 năm 2022, tên công an này đã nhiều lần gặp các bé gái, dụ dỗ vào phòng ngủ trong trụ sở công an để hiếp dâm. Ngoài ra, tên công an này còn thường xuyên gọi điện kêu các nạn nhân đến một số nhà nghỉ ở huyện Định Quán, Tân Phú để thực hiện hành vi đồi bại. Trong đó có lần tên này hiếp dâm dâm ô với hai cô gái cùng một lúc và dùng điện thoại quay video. Chỉ đến ngày 15 tháng 5 năm 2022, gia đình các cô gái này phát hiện con mình bị xâm hại tình dục, trình báo với công an huyện Định Quán. Một ngày sau, thì Linh đến công an tỉnh Đồng Nai đầu thú và khai nhận hành vi. Về dân sự, thì Linh đã bồi thường mỗi gia đình bị hại 20 triệu đồng, tương đương khoảng 850 mỹ kịp. Bên bạn gái, thiếu niên đầu độc cha mẹ. Bực tức vì cha mẹ không cho bạn gái ở chung nhà, Thiếu niên Trần Anh Kiệt, năm nay 17 tuổi đã đổ thuốc trừ sâu vào nồi canh để đầu độc cha mẹ mình. Sự việc xảy ra vào tối ngày 25 tháng 5, mẹ của Kiệt dọn cơm ăn cùng chồng thì phát hiện nồi canh có mùi thuốc trừ sâu. Bà nghi ngờ có ai đó đầu độc vợ chồng mình nên trình báo công an. Sau khi điều tra thì phát hiện ra thủ phạm chính là đứa con trai của mình. Kiệt khai rằng mấy hôm trước Kiệt đưa bạn gái về nhà ở chung nhưng cha mẹ ngăn cấm và la mắng đuổi cô gái đi. Mực tức thì cậu ta đã nảy sinh ý định giết cha mẹ để trả thù. Khi chở bạn gái ra hướng thôn Mũi Đá, Kiệt thấy ven đường có một chai thuốc trừ sâu, nên chiếc sang chai nhựa khác và mang về nhà đổ vào nồi canh của cha mẹ. Hàng trăm người tham gia cử chế bệnh viện Anh Minh. Từ sáng sớm ngày 31 tháng 5, tức là ngày hôm nay, cục thi hành án dân sự đã huy động hàng trăm người đến cử chế bệnh viện Đa Khoa Anh Minh, trước đây là bệnh viện Vũ Anh ở quận Gò Vấp. Dự kiến vượt việc cưỡng chế này sẽ kéo dài trong 2 ngày. Theo tin của báo Tuổi Trẻ, biện pháp cưỡng chế thì hành án này nhằm trục xuất di dời toàn bộ người và tài sản ra khỏi quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất của bệnh viện An Minh để giao cho người mua được tài sản bán đấu giá là công ty mua bán nợ Việt Nam Thịnh Phát. Trước đó vào ngày 3 tháng 3, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Sài Gòn đã tổ chức bán đấu giá tài sản bảo đảm là toàn bộ quyền sử dụng đất và tài sản trên đất tại Bệnh viện Anh Minh. Người trúng đấu giá là công ty Việt Nam Thịnh Phát. Giá trị trúng đấu giá là 440.7 tỷ đồng, tương đương gần 19 triệu Mỹ Kim. Tuy nhiên, Bệnh viện Anh Minh không tự nguyện giao tài sản theo quyết định của Cục thi hành án dân sự, nên đơn vị này đã quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế như trên. Kinh phí cưỡng chế dự trù mà người phải thi hành án phải chịu là hơn 800 triệu đồng, tương đương hơn 18.600 Mỹ Kim. Và cũng trong phần từ Việt Nam, khoảng phiên xử vụ Ủy ban Nhân dân phường đã phá khóa cưỡng chế xét nghiệm COVID-19. Sau gần 2 năm xảy ra vụ người phụ nữ bị cưỡng chế xét nghiệm COVID-19, dù chính quyền địa phương xin lỗi việc phá khóa căn hộ nhưng vẫn bị xử phạt, nên người phụ nữ khởi kiện vào ngày 31 tháng năm vừa qua, thì tòa án tỉnh Bình Dương đã mở phiên tòa sơ thẩm xử vụ người phụ nữ bị kiểm chế và xét nghiệm COVID-19, kiện quyết định xử phạt hành chính của ủy ban phường Vĩnh Phú, thành phố Thuận An. Tuy nhiên, phiên tòa vừa mở đã bị quyết định tạm hoãn cho đến 15 ngày sau. Lý do là vì bị đơn là ủy ban phường Vĩnh Phú vắng mặt, trong khi nguyên đơn là bà Hoàng Thị Phương Lan, 40 tuổi, và các luật sư cũng có yêu cầu hoãn phiên tòa trong đơn khởi kiện bà Lan yêu cầu tòa tuyên hủy quyết định của ủy ban nhân dân phường Vĩnh Phú xử phạt bà và sự việc đã diễn ra vào trưa ngày 28 tháng 9 năm 2021 khi lực lượng chức năng của phường Vĩnh Phú đến chung cư Y e Home số 4 gọi bà Lan ra để lấy mẫu xét nghiệm covid-19 nhưng bà Lan không ra vì bà cho rằng đang chạy đang dạy yoga thưa quý vị và mình tự xét nghiệm rồi không có nhu cầu tụ tập xét nghiệm ở chỗ đông người khi đó thì nhóm người này đã gọi thợ khóa vào mở khóa và cả hai cảnh sát cơ động vào áp tải bà Lan ra sân để lấy mẫu trước sự kêu khóc của con bà Lan. Sự việc được đăng lên mạng xã hội gây xôn xao dư luận. Ông Bí thư Đảng ủy, trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của phường Vĩnh Phú đã gửi lời xin lỗi công khai bà Lan về việc cưỡng chế bà chưa phù hợp quy định và thừa nhận cách cưỡng chế không đúng quy trình, chưa khéo léo gây ra phản cảm. Tuy nhiên, thì phường Vĩnh Phú vẫn phạt bà Lan 2 triệu đồng, khoảng 8 là Mỹ Kim về việc bà Lan không thực hiện xét nghiệm theo yêu cầu của cơ quan y tế có thẩm quyền trong quá trình thực hiện giám sát bệnh truyền nhiễm. Bà Lan không chấp nhận nên đâm đơn khởi kiện. Quý vị vừa theo dõi phần tin Việt Nam và bây giờ Lê Thái xin phép được gửi đến quý vị phần tin quốc tế. Ngoại trưởng Hoa Kỳ thăm nhà máy thép Thụy Điển Ngoại trưởng Hoa Kỳ, ông Anthony Blinken đã đến thăm một nhà máy thép ở miền Bắc của Thụy Điển vào ngày hôm qua và giới thiệu quá trình chuyển đổi năng lượng xanh toàn cầu trong chuyến thăm của ông tới quốc gia Bắc Âu này. Bên cạnh Ngoại trưởng Blinken có sự tham gia của Bộ trưởng Năng lượng Kinh doanh và Công nghiệp Thụy Điển là F3 Butch và Phó Chủ tịch Điều hành Ủy ban EU bà Margaret Vestager. Nhà máy thép ở Lulia là một phần của chương trình First Movers Coalition, một chương trình do Hoa Kỳ hỗ trợ nhằm khử carbon cho ngành công nghiệp nặng trong nỗ lực cắt giảm lượng khí thải toàn cầu. Ngoại trưởng Blinken đang ở Thụy Điển để tham dự cuộc họp cấp bộ trưởng lần thứ tư của Hội đồng Thương mại và Công nghệ, viết tắt là TTC. Và cuộc họp ở miền Bắc Thụy Điển diễn ra đúng lúc Ủy ban Châu Âu trình bày chiến lược an ninh kinh tế và dự kiến sẽ có các biện pháp ngăn chặn các đối thủ như Trung Cộng nhận được công nghệ nhạy cảm nhất của Hoa Kỳ và Châu Âu. Cũng trong phần tin thế giới, NATO phải điều động thêm 700 binh sĩ đến Kosovo. Liên minh quân sự NATO sẽ phải điều động thêm 700 binh sĩ tới Kosovo. Tổng thư ký là ông Jens Stoltenberg cho biết vào ngày hôm qua, một ngày sau khi 30 binh sĩ của NATO và 52 người biểu tình bị trong các cuộc đụng độ và lực lượng dự bị cho phía Tây của Balkan đặt thêm một tiểu đoàn lực lượng dự bị trong tình trạng báo động cao, để họ cũng có thể được điều động nếu cần, là ông Stoltenberg cũng nói trong một cuộc họp báo ở Oslo, cho rằng các cuộc tấn công như vậy là không thể chấp nhận được và phải chấm dứt ngay. Đây là khu vực bị đa số người Serb tẩy chay sau cuộc bầu cử tháng 4 vừa qua, được xem là một hành động đã khiến Hoa Kỳ và các đồng minh chỉ trích chính quyền của Christina vào ngày thứ Sáu, ngày 26 tháng 5 vừa qua. Cuộc họp tại Oslo vào ngày 31 tháng 5 và ngày 1 tháng 6 dự kiến cũng sẽ đề cập đến nỗ lực gia nhập liên minh của Thụy Điển. Một vấn đề mà ông Stoltenberg nói rằng, ông đang nghiên cứu và phá vỡ thế bế tắc về việc phê chuẩn tư cách thành viên NATO của Thụy Điển và bị cản trở bởi sự phản đối từ Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary. Trong chuyến thăm Thụy Điển vào ngày hôm qua, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken cho biết đã đến lúc Thụy Điển phải gia nhập NATO. Canada cho phép Thái Lan dẫn độ công dân để xử tội. Kính thưa quý vị, nhà chức trách của Thái Lan cho biết ngày hôm nay rằng là Matteo Dupri, quốc tịch Canada, đã được dẫn độ thành công sang Thái Lan liên quan đến vụ sát hại một thành viên băng đảng tội phạm vào năm ngoái. Dupri, 38 tuổi, đã bị truy nã về cáo buộc giết nghi phạm là Chimi Sandu, người bị bắn chết ở thành phố du lịch nổi tiếng Phuket vào ngày 2 tháng 5 năm 2022. Tuy nhiên, Văn phòng Điều tra Trung ương nói trong một cuộc họp báo rằng, người chết có liên hệ với băng đảng Liên Hợp Quốc giữa Thái Lan và Canada và có liên quan đến vụ sát hại một trong những thủ lĩnh của một băng đảng khác có tên là Rex ở Canada. Cảnh quay của cảnh sát cho thấy Dufry bị còng tay và bị bao vây bởi các nhân viên tại một cơ sở cảnh sát. Và cảnh sát Thái Lan cho biết việc dẫn độ liên quan đến một chuyến bay của lực lượng không quân Thái Lan sau khi các hãng hàng không thương mại từ chối yêu cầu vận chuyển vì lý do an toàn. Và công tố viên Thái Lan cho biết họ đã bắt đầu bắt được nghi phạm và bị truy tố theo hệ thống tư pháp của Thái Lan. Cũng cho biết thêm rằng là De Vries sẽ không phải đối mặt với án tử hình theo dự luật dẫn độ. Và một tòa án ở Alberta của Canada đã phê chuẩn việc dẫn độ De Vries vào tháng 12 năm ngoái. Sa súng ở Mexico khiến 10 người có vũ trang thiệt mạng. Bốn cảnh sát bị thương, một vụ đấu súng trên đường xa lộ phía bắc ở Mexico đã khiến 10 nghi phạm tội phạm bị thiệt mạng và 4 cảnh sát bị thương. Nhà chức trách cho biết vào cuối ngày thứ hai vừa qua theo tuyên bố của chính phủ Mexico. Các cảnh sát đã tiêu diệt được 10 tên tội phạm được trang bị vũ khí hạng nặng trên đường xa lộ là Monterrey, Nuevo Laredo. Cuộc đụng độ diễn ra vào chiều ngày thứ hai sau khi các cảnh sát bị tấn công. Tuyên bố cho biết thêm 4 cảnh sát đã bị thương và mặc dù tất cả đều được báo cáo trong tình trạng ổn định. Chính quyền cho biết họ đã thu giữ 12 vũ khí cỡ nòng lớn, lựu đạn, hàng trăm viên đạn cũng như 3 xe tải bọc thép. Vụ xả súng xảy ra khi Mexico đang phải vật lộn với bạo lực của các băng đảng ma túy và tỷ lệ giết người cao. Tại bang San Luis Potosi, miền trung của Mexico, vào sáng ngày hôm qua, hai thành viên của lực lượng vũ trang đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công của các thành viên tội phạm có tổ chức. Thích chơi nổi một thanh niên 34 tuổi chết vài giờ sau khi uống 7 chai rượu đế Trung Quốc. Một người có ảnh hưởng đã chết chỉ vài giờ sau khi anh này đã uống 7 chai rượu mạnh giống như đế của Việt Nam khi đang phát trực tiếp trên mạng. Ngôi sao mạng xã hội được biết đến với cái tên là San Kyu Gi, 34 tuổi, hay Anh Ba gàng được tìm thấy sau khi chết chỉ vài giờ khi đăng một video y đăng nốt rượu đế là Ba Chiu, còn được gọi là rượu vodka của Trung Cộng là một loại đồ uống trong suốt có độ cồn lên đến 60%. Người đàn ông tên thật là Wang Mofeng đang cạnh tranh với một người có ảnh hưởng khác ở trên mạng xã hội và thử thách được cho là bắt đầu lúc 1 giờ sáng vào ngày 16 tháng 5. Quang được phát hiện đã chết sau đó trong ngày tại nhà của bạn Minh. Một trong những người bạn tên là Zhao nói rằng San Qian đã tham gia vào thử thách được gọi là PK và phát trực tiếp kết quả trên mạng truyền thông xã hội Trung Quốc là Douyin. Các thử thách PK cho thấy những người có ảnh hưởng cạnh tranh với nhau để giành phần thưởng và quà tặng từ những người theo dõi họ. Người thua cuộc phải nhận hình phạt và trong trường hợp này là uống rượu đế ba chu. Có người cho biết, không biết anh ấy đã uống bao nhiêu trước, nhưng trong phần sau của video, họ thấy anh uống hết ba chai trước khi bắt đầu đến chai thứ tư. Đến khi hoàn thành vụ thử thách thì anh ba gàng cũng là người thiên cổ. Kính thưa quý vị, quý vị vừa theo dõi phần tin Việt Nam và tin thế giới. Lê Thái xin quý vị giữ màn hình, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay sau một vài thông tin thương mại bảo trợ cho đài.